các vị đại đức. Tôi đang ở Mỹ, tôi ấn tượng với kiến thức và sự hiểu biết đúng đắn về giáo lý ở giáo pháp Trang Sư Hành Tuệ trên YouTube. Tôi muốn đảnh lễ và cúng dường cho chùa và chư tăng chùa Nam Tông để chánh pháp được phát triển lâu dài. Tuy nhiên, có quy định và quy chế nào cho việc cúng dường của người Việt định cư ở nước ngoài không? Tôi rất muốn đóng góp cúng dường hàng tháng vì tôi thực sự muốn làm điều gì đó để Phật pháp được truyền bá và bảo vệ trong thời gian dài. Việc cúng dường hàng tháng có đi ngược lại quy định không? Khi cúng dường, tôi nên cúng dường cho chùa, cho chư tăng hay là cho cá nhân? Phải nói sư rất là hoan hỷ khi mà có nhiều người đạt được sự lợi ích ở trong chánh pháp. Nhưng mà xin thưa là trong những cái video đầu tiên, sư nhớ là sư có nói tất cả những cái mà nó đúng với chánh pháp đó hoàn toàn là nhờ vào chánh pháp. Sư chỉ là người thuật lại những cái chỗ cần. Sư chỉ cố gắng sư trình bày chánh pháp đúng với cái nguồn gốc của nó thôi. Chứ sư không hề dám nói sư là người chứng đắc, là người thông tuệ hay gì cả. Cái chuyện, những chuyện sư nói bất kỳ ai cũng có thể có được những kiến thức đó hết. Cái quan trọng là họ có dám nói, họ có muốn nói hay không thôi. Đó. Cho nên là sư không có cái gì đặc biệt hết. Còn cái chuyện mà quý vị cúng dường của người Việt Nam định cư nước ngoài thì xin thưa là chắc có lẽ là vị này cô cũng là cô bác lớn tuổi cho nên là chưa có rành lắm. Thì xin thưa Việt Nam mình bây giờ và nước ngoài thì rất là mở cửa. Quý vị có muốn cúng dường, muốn chuyển khoản như thế nào cũng được. Có những người họ họ chuyển khoản, họ đầu tư cả chục ngàn, cả trăm ngàn cũng không vấn đề gì hết. Cho nên là không vấn đề gì. Đương nhiên thì khi mà quý vị hỏi á, là cái chuyện làm cúng dường hàng tháng thì như sư nói không vấn đề gì. Nhưng mà có một cái ý như thế này là cúng dường cho chùa, cho chư tăng hay là cho cá nhân. Thì ba cái này á, nó sẽ dành cho ba mục đích khác nhau. Thí dụ như cúng dường cho chùa này, thì sẽ dành cho cái việc trang trải cho chính ngôi chùa đó. Ví dụ như lo điện nước, xin thưa điện nước chưa tăng xài cũng không có miễn phí nha. Trang trải điện nước, rồi những cái chỗ cần sửa, những cái ví dụ như là chỗ nào dột nè, rồi đường ống nước, rồi các cái thứ sửa chữa chùa hoặc là xây dựng chùa, rồi hoặc là tổ chức các cái buổi lễ đó. Thì nói chung là các công việc dành cho chùa thì đó là cúng dường cho chùa, tức là chỉ dành cho chùa thôi. Cái thứ hai là cúng dường cho chư tăng, thì tức là tất cả các vị tăng ở ngôi chùa đó thì sẽ đều sẽ được phân chia. Và khi mà chia đều như vậy thì tùy mỗi vị sẽ sử dụng cho mục đích khác nhau. Còn khi cúng dường cho cá nhân á, thì thứ nhất là tùy theo cái tình cảm của quý vị. Cái thứ hai á, là có thể tùy theo cái nhu cầu. Ví dụ như có một số vị cái nhu cầu của vị đó là khám chữa bệnh, thì cái nhu cầu nó sẽ khác. Một số vị nhu cầu là đi học thì nó sẽ khác. Một số vị nhu cầu là để hoằng pháp thì nó sẽ khác. Và mỗi một cái nhu cầu như vậy thì nó có cái chi phí cũng không có giống nhau. Và có khi mình cần ưu tiên bên này, ưu tiên bên kia thì tùy mỗi người thôi. Chứ sư không thể nào nói là nên như thế này, nên như thế kia. Đó. Thì sư thông tin cho quý vị rõ. Và nếu như mà quý vị muốn gọi là làm phước thì có thể liên hệ trực tiếp với vào địa chỉ email của sư Hạnh Tuệ đó, hoặc là nhắn tin ở trên trang fanpage. Ở trên đó thì khi nhắn tin nó sẽ có một vài câu hỏi gợi ý, quý vị nhấn vào thì nó sẽ có những cái thông tin đầy đủ. Và xin qua câu hỏi tiếp theo.